Trong không khí hân hoan của mùa tựu trường, sáng ngày 17 tháng 11, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình lễ khai giảng năm học 2018-2019, lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11-2018 tại cơ sở An Phú Đông, quận 12. Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ niềm vui cho một khởi đầu mới của các tân sinh viên và là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đây còn là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhau điểm lại những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua, qua đó đề ra mục tiêu chiến lược mới để đưa trường ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Chương trình có sự tham gia của các đại diện đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Công ty Đối tác nước ngoài, các bệnh viện, doanh nghiệp liên kết đào tạo với nhà trường, nguyên là cán bộ lãnh đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn và của trường qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự có mặt của đông đảo các cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên đại diện cho hơn 2.000 cán bộ giảng viên, nhân viên và hơn 20.000 sinh viên hiện đang công tác và theo học tại trường. Thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, Hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã đọc diễn văn đánh trống khai giảng năm học 2018-2019, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên, nhắn nhủ các em phải nỗ lực học tập để phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường và noi gương các anh chị đi trước, từng bước luyện tập kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để phục vụ cộng đồng. Trong khuôn khổ của chương trình, thông qua quỹ học bổng của Đại học Nguyễn Tất Thành, đại diện các doanh nghiệp đã gửi tặng cho sinh viên đang theo học tại trường nhiều suất học bổng giá trị với tổng số tiền lên đến gần 600 triệu đồng, nhằm khuyến khích và động viên tinh thần học tập của các em. Cũng tại chương trình, ban giám hiệu nhà trường đã tuyên dương trao bằng khen và học bổng 100% học phí năm học đầu tiên cho hai thủ khoa đầu vào là Nguyễn Vũ Anh Thi, thủ khoa theo điểm thi trung học phổ thông, và Trần Ngọc Kiều Trang, thủ khoa xét theo điểm học bạ. Lễ khai giảng năm học mới của Đại học Nguyễn Tất Thành đã khép lại với niềm tin và lòng tự hào về truyền thống của nhà trường, về quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học 2018-2019, khẳng định vị thế và danh tiếng đối với người học và xã hội.